Ôi quá trời đất luôn rồi. Nhanh tay còn. Dạ nhanh tay thì còn, chậm tay là hết nha. Bắt cho một ký luôn. Mua cái giữ kìa. Mua cái rảnh này các mẹ dính gì chị? Cái rảnh này đứng là bà. Ngăn cho bọc ngăn. Dạ dạ rồi. Chị. Cho mượn 2 chú mẹ rồi. Chị mượn ngay. Đợi để lên ngăn cho chị một ký. Nè bọc nè Út. Nhiều. 2 chục. Dạ 20 ngàn một ký á bà hai. Kêu trả 5 chục. Dạ ngăn tạm. Số mày xui lắm mày mới vô đây nè. Ngon quá chừng luôn. Trời ơi bà nhảy. Trời ơi. Không thoát được đâu cô bé. À, các bạn ơi, sáng nay thì mình đi giăng lưới nha. Lý do của ngày hôm nay là tại vì buổi sáng thì chị An là để đi làm rồi, còn mình nói một mình ở nhà thôi, Cẩm thì cũng là bị bệnh rồi, cho nên nó là sáng nay thì đi ra ngoài này giăng lưới kiếm một ít cá về thì mình đi bán nha. Mình kiếm tiền về xong rồi mình sẽ mua cái gì đó bổ bổ, mình bổ bổ sức khỏe cho Cẩm nha. Dạo này thì cá rô phi nè, rồi cá mè dinh đồ ở ngoài hầm của mình thì cũng rất là nhiều luôn, cho nên nó là chỉ cần giăng một chút xíu thôi là đã có nhiều cá rồi. Đây. Cá rô phi thì con cũng không có to lắm đâu. Cái lưới mà ngày hôm nay mình giăng là lưới 7 phân á, cho nên là bắt được cá cũng rất là to luôn. Đây, quá trời cá luôn. Lưới thì mình nhân cặp mé như thế này nè, tại vì ở ngoài kia thì nước nó hơi sâu cho nên là sẽ dính nhiều cá tra lắm. Chết rồi, chết rồi. Hình như là con gì đằng kia dính cá to lắm rồi. Nước ở đây hơi sâu. Đây. Cá dẫn nha. Con nào cũng thấy uống nâu uống nặng luôn. Đây, phía trước có một con nữa nè. Ui, to quá. Mấy con cá thì chắc là mẹ ăn nhiều, ăn mồi nhiều lắm đây. Rồi, mập uống nu luôn.
bỏ vô nha. Nằm im đi mà. Ui ui ui. Đây. Con nào con nấy to uống nụ luôn. Wow. Thôi các bạn ơi, cá thì nó mạnh quá trơn luôn, mà hồi nãy đi có mình nên mình, cho nên là mình gấp quá, mình không có đem cái gì theo đậy được hết trơn á. Wow. Hồi sáng giờ em gỡ được nhiêu này, với lại trong gọng còn mấy con á, chị Dung chút ra giùm em nha. Ừ. Hết rồi. Hết rồi phải không? Dạ, hết rồi đó. Rồi cái này hãy đây khiêng lên. Ừ. Một thao cá luôn chị. Ồ, nhiều quá. Đây. Cái này ở dưới gọng nè. Dỡ lên cho các bạn xem nha. Wow. Ồ ôi, cá bự bự không. Con nào cũng thấy biết nói chuyện luôn rồi. Okay, hãy hãy dưới đi để chị gỡ cái dây ra. Rồi. Cái này mà đi bán là hết sách luôn rồi. Đổ ra luôn hả cưng? Dạ đổ ra luôn đi chị. Này khoảng 7 kg không chị Dung? Dính nè. Dính cái gì vậy? Ôi trời. Bẻ ra rồi. Bẻ cái cây luôn. Bẻ trước luôn đi. Không dính cái ngắt nè. Sống. Còn sống. Bẻ chắc sống mà. Wow 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 wow. Dính nữa. Coi chừng đâm tay á. Rồi. Chưa dính. Trời ơi. Cái này là cá bay. Rồi. Ừ, rồi xong. Rồi. Đứng lên nha. Đưa không? Chị nắm lên cho. Khiên mới được. Quá trời cá luôn. Ừ. Bà ơi, trúng mánh luôn rồi. Đây coi chừng ngang, coi chừng ngang. Để xuống đây thì chị em lên trước. Nặng. Đây đây đây. Chị bà lên nha. Rồi. Wow. Quả hồi sáng giờ hai chị em mình văng lưới nha các bạn ơi, một thao cá luôn. Cái này thì mình đem ra ngoài mình bán không chị Dung ha. Ừ, tranh thủ buổi sáng cho mấy cô nấu cơm nè. Mà tranh thủ đi để mời cá họ khi lên trên đây. Chi. Ủa con cá bóng uống nung. Con cá bóng thì dạ thôi tiên một cá không hết. Ăn hết là cơm luôn. Ừ. Giờ này dễ như nước chắc mát lắm á ngăn. Trời mát chị. Đừng có nhảy, đi đi ngang cầu đừng có nhảy. Ừ. Mình tranh thủ đợi thao cá ra sớm nha, bà bán cho mấy cô ngoài sớm nha các bạn.
nặng thì đổi nha. Dạ được chị. Không ngờ là hôm nay cá hàm mình nhiều dữ thằng vậy luôn á. Bình thường ấy cái cảm nhận nó xịu mà. Cá đi mấy cô ơi, bác Nam ơi, thêm chín rồi mua cá đi. Cô ốc mua, sao cô ốc vậy? Bảy ơi mua cá nè Bảy. Dung nhiêu Dung đỡ xuống giùm em cái. Cô ba cái cô ốc mua cây. Ốc quá, ốc quá. Wow. Ngồi xuống đi chị. Thôi, dạ. À, nhóm thông nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. À, sáng nay thì mình có đi giăng lưới nè, cho nên nó là có được một thao cá rất là ngon luôn. Mẹ Vinh cái rảnh cùng với lại một ít con cá rô phi nè. Những con cá này đem vô sớm thì mấy cô rất là thích luôn. À, bây giờ thì sẽ bán cho mấy cô để mà mấy cô mua về chút xíu nấu cơm ăn nha. Dạ. À, cá ngày hôm nay thì mình bán với giá là 20.000 đồng một ký thôi. Dạ. Cô chị nè. Cá này cho Út đi. Cá. Mày vô. Cái rảnh đi. Chị hả lại. Ừ. Dạ 1 ký 20.000 thôi ạ. Đó nè. Mọi nhiêu? Dạ đây bọc đây mỗi người lựa bỏ vô bọc giùm con nha, rồi con tính tiền cho nha. Dạ đây, bọc này chú. Ba nửa ký. Ký chưa? Bỏ vô bọc luôn đi tiếp nha. Bỏ vô bọc luôn đi chú. Ôi quá trời đắt luôn rồi. Nhanh tay còn. Dạ nhanh tay thì còn, chậm tay là hết nha. Bắt cho kỹ luôn. Mua cái rảnh thì cái mày dính gì chị? Cái rảnh thì là ngang cho bọc ngang. Dạ dạ rồi. Chị. Cho mượn 20.000 ngay. Để lên ngang cho chị ký. Nè bọc nè Út. Nhiều. Dạ 20.000 một ký á bà hai. Treo trả 50. Dạ ngang tại muốn. Dạ chưa để con chút. Để con chút bà hai, để con bắt cái này cái. Dì Dung coi căng nha dì Dung. Mày nó phải cho mua đi nè. Có lỗi cho bà đó. Được chưa? Được chưa? Cho bọc ơi. Em đi xíu. Được không? Cảm ơn. Hết rồi. Chị Năm mới mua không? Dạ. Đây đây bọc đeo mày mua đi rồi nữa kia ra. Rồi. Nè Bảy, bọc nè Bảy. Bảy quay rồi. Út ha. Còn như tôi mã. Để em để xài. Đây bỏ luôn. Có nhiều chị? 700. 750 đấy, tính 700 thôi. 14 ngàn. Cái đó 20, cái này là 1 ký. Cái này là 1 ký tư. Ký tư 28 ngàn. Dạ đây. Có chú này là 20. Đúng rồi. Wow. Còn mấy con cá rô phi thôi à. Mấy cô mấy chú không thích cá rô phi hả? Chú thì bắt hết luôn đi. 28. Bá rẻ mà. Cá rô phi đó. Thụ má mày nó dân. Nhà rất xinh hết. Bự bự sao không nghỉ trưa đó mà. Wow. Mổ bụng mổ phải đi rồi đỡ cho lạnh người ta đó. Dạ, rồi con cắn hết cho chú luôn nha. Rồi đẩy lên đi Út. Út đẩy lên đi. Dạ. Cái này 1 ký 6 ạ. 1 ký 6 32 ngàn. Tại vì nó dạ 32. Cái này của Út có 600 gram Út ơi. Nhiều vậy tại không có nhiều hả? Dạ 12 ngàn. Nhiều. Dạ 12. Để nó chín nè. Chị Dung lấy tiền chị Dung đây, ơi. Đây Út cầm giùm con căng cho chín. Cái này 2 kg luôn, cái này 40 chín thôi. Wow. Em lên chín luôn. Quá đó cô. Hết thao cá luôn rồi, hết trơn rồi. Cái này nhiêu? Dạ 2 kg này chẳng 40 luôn á chị. Bà hai thêm 90 chung hả? Dạ. Rồi dạ thêm 9 trả tiền rồi à bà hai. Thêm 9 trả rồi dạ. Thêm 9 trả rồi. Dạ. Lại rồi biết vậy hồi nãy dân thiệt là nhiều cá luôn rồi. Đếm ha. Dạ chị Dung đếm thử nãy giờ mình bán được bao nhiêu tiền rồi. 130, 160, 170. Wow. 176 ngàn lận hồi nãy thím chính trả tiền rồi á.
à, cho bà hai đổi tiền rồi cho bà hai đổi luôn. À, sáng nay thì một chút xíu khi mà đi dân lưới thôi các bạn là bán được 172.000 rồi. Và giờ tụi mình rất là vui luôn nha, khi mà bán được cái số cá này thì bà con ở xóm khi mà mua cá thì cũng rất là thích luôn, tại vì cá của chị em tụi mình nó là ăn rất là ngon, thơm ngon mà bổ dưỡng nữa, cá thì thật sự rất là béo. À, nếu như mà một lần các bạn đi ngang vô tình có gặp chị em tụi mình bán cá đó thì nhớ là ghé lại mua ủng hộ và xem thử cá có ngon hay không nha. Còn bây giờ thì hai chị em mình đi vô thôi. Vô. Dạ bận về mua đồ dạ một chút. Trời đất quá trời luôn. Mua đất chưa không? Dạ. Má gà chút xíu rồi. Em không nghĩ là bán đất vậy luôn á chị Dùng.